Xin chào các bạn đã quay trở lại với Channel. Đây là chuyên mục Ngồi Lê Đôi Mách. Xin chào tất cả các bạn. Bọn mình là 197 Vlog. Đến nữa em chuẩn bị nghe sẵn điều cầy mình hút thuốc lào không nhỉ? Thôi. No smoking. À. Bọn mình những con thiên nga. Những con thiên nga thì không hút thuốc lào. Thiên nga thì không hút thuốc lào. Hay quá rồi ạ. Thì cái show Ngồi Lên Đôi Mách này của bọn em là một cái show mà chúng sẽ ngồi nói chuyện với nhau như là những người anh em ở ngoài anh em xã hội đấy. Vâng, đúng rồi. Mày có hôm nay em mang cái điều cầy. Ok. Rồi, đây là bạn Trung Anh, trưởng nhóm. Đây là bạn Văn Tân, người rất nổi tiếng, linh vật của nhóm 197. Còn mình là Việt Anh. Mình và Trung Anh thì sinh năm 1992. Còn Tân thì sinh năm 2001. Vai trò của Tân ở trong nhóm thì là diễn viên, đóng những vai là tát hoặc là bị tát. Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi. À, kiểu đấy. Mình với cả Trung thì là biên kịch và đạo diễn cũng như là diễn viên của 97. Lên trang YouTube của bên mình và em thấy rằng là bây giờ mình đang được hơn 900k sub. Chỉ sau là 4 clip, nhiều người thì có nói rằng là mình nổi tiếng quá là nhanh, cuộc sống của mình có thay đổi trước và sau như thế nào? Người có nhận thấy sự thay đổi nhiều nhất và lớn nhất chính là bạn Văn Tân. Vì vậy là một sinh viên năm nhất. Tân hãy nói với các bạn đi. Cuộc sống của em thì cũng không có gì thay đổi gì. Mình có nghe Tân nói là Tân đến trường học ấy thì à, các bạn nhìn ra Tân và ăn chó và nói chung là được rất nhiều người biết đến là các bạn ý đến xin chụp ảnh với Tân cũng rất là đông đấy, nghĩa là cuộc sống của Tân đảo lộn từ một con người biến thành một con chó. Toàn gọi em cậu người thế là nên vui hay nên mọi người em không bị bối rối. Mọi người vẫn hay gọi Tân là người Việt Nam đầu tiên nổi tiếng nhờ đóng vai một con chó. Anh rất là tò mò lúc đầu tiên khi mà em chấp nhận là mình sẽ đóng vai cậu vàng thì mình có cảm xúc thế nào? Đầu tiên là em có nhận đóng đâu. Tại ai thuyết phục kinh của thuyết phục kiểu gì? Chắc là tầm 2 ngày Tân mới chịu ấy. Tân muốn đóng lão hạc. Nhưng mà mình bảo là trông mặt mày non quá, mày chưa đủ sự khắc khổ, mày chưa đủ độ từng trải. Thế thôi. Mày chỉ làm được một con chó thôi. Thế là khi mà ngay từ lúc đầu khi mình phân vai để đóng những clip như vậy là mình cũng đã phải tính toán trước về gương mặt hay là biểu cảm của từng người nào phù hợp vai nào đúng không? Đúng rồi. Bởi vì thực ra mọi người cũng đã biết là anh với cả Trung thì là anh em sinh đôi, thế là đã em thấy lúc nhắc là anh em sinh đôi phát là anh Trung quay mặt bây giờ mình chối cái ADN rồi này. Tức là cái chuỗi gen này không? Chuỗi gia phả ở với nhau từ nhỏ, cùng có chung sở thích, có chung đam mê, bọn anh rất là hiểu nhau, thế là cái việc phân vai thì bọn anh rất là dễ dàng thôi. Anh đóng vai mà nó nham hiểm một chút, những cái vai mà nó khó tính em một tí. Lúc đầu nhắc đến dân xã hội là anh đấy, á sử ngồi cạnh mây, làm sao mà với được mây như tạo. Đấy kiểu đấy. À, hay quá. Thế còn với anh Trung Anh thì sao? Mình đóng những vai kiểu một con người dịu dàng, dịu nhân dàng. Hậu với nhân cả hậu. Chính nghĩa, ông giáo chẳng hạn này, anh Dậu với cả A Phủ. Thế. Nhưng mà đến lúc mà mình cần phải đóng vào một vai đấy nó có một sự khá tàn ác và phá phách nhiều chí phèo thì mình vẫn đóng được. Mình đóng những cái vai mà ẩn sâu trong con người họ là những sự tốt đẹp. Đúng không? Tân thì thôi em biết rồi là cái lý do tại sao mà cậu ấy bị đóng. Thì em biết rồi. Tức là hóa ra rằng là không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta làm như vậy và tất cả mọi thứ là trong tính toán hết. Nhưng mà mình có tính toán được trước là mình sẽ nổi tiếng nhanh đến như vậy không? Thật sự là không thể. Thật sự nghĩ là sẽ làm có khi phải đến Tết mình may ra mới có được nút bạc. Mình nghĩ là anh em sẽ phải cố gắng thử, nếu mà đã làm ấy thì anh em phải cố gắng làm cho thật nhiệt tình với cả tâm huyết. Thì cầu mong là đến cuối năm sẽ được nút bạc. Thì lúc đầu mình post video clip lên thì 30 phút đầu tiên không có ai xem cả, cũng chẳng có ai like. Mình và Việt nhìn nhau, chán nha. Thế thôi mai đi quảng cáo cho nó vậy. Ai ngờ đâu tất cả mọi người nhảy vào xem lại đông thế. Thật sự bọn mình rất là bất ngờ luôn ấy. Em rất tò mò và bất ngờ khi mà biết được cái thông tin là tất cả những cái clip của mình quay bằng iPad. Thấy tính bạn. Bọn anh tận dụng tất cả những thứ mà mình có. Và bọn anh nghĩ rằng là mình với những thứ như thế thôi thì cái sản phẩm của mình nó vẫn đem lại cái hiệu quả của nó, chứ không phải là cứ máy tính bảng là sẽ không quay được. Chỉ với một căn phòng nhỏ thôi bọn anh có thể thay đổi rất là nhiều bối cảnh. Cũng việc là lấy một cái máy tính bảng thôi thì bọn anh sẽ tận dụng được hết những cái tính năng của nó. Khi mà bọn anh đăng ở trên fanpage ấy, thì bọn anh cũng có share ở trong một cái group. Khoảng một tiếng sau thì bài trong group được duyệt. Nhưng mà trong group lại không share được. Thế là mọi người nhìn cái anh để là nguồn ở trang 197 của bọn anh. Thế là về hết. Thế là mọi người ồ ạt vào trong đó và share.
thì bọn anh cũng không thể ngờ là lúc đấy là có nghĩa là cái sự đón nhận nó quá là lớn và nó quá là rộng rãi, rất 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 nhiều người vào like, share và tag nhau vào để xem clip của bọn anh. Không biết là thế nào nhưng mà lúc ra xem nó ấn tượng cái chất giọng. Em chưa gặp Lão Hà bao giờ, em chưa gặp cậu Vàng bao giờ. Nhưng mà em nghe thì đúng cảm giác kiểu mình nghe cái giọng của mình tưởng tượng là ở đấy là cậu Vàng. À đâu, nhầm. Chán hẳn. Em tưởng tượng ra đấy đúng là Lão Hà. Trong clip của anh không có thêm có một tiếng sủa nào. Bây giờ nó vẫn nghe giọng của bản thân và vẫn tưởng tượng ra được cậu Vàng. Tức là mình đã học qua một cái lớp kịch nói nào chưa mà mình có được một cái kiểu giọng đấy hay như vậy? Vâng. Thì anh ở chung thì chưa từng được qua một cái lớp đào tạo nào cả. Chỉ là hai thằng đam mê và yêu thích phim truyện cũng như là yêu thích diễn xuất ấy. Bọn anh ngày xưa sẽ xem rất là nhiều, xem Xuân Bắc Tự Long rồi xem các danh hài ngày xưa và xem kịch rất là nhiều. Thế là chắc có thể là một phần ở đấy nó ngấm, dần dần nó ngấm vào bọn anh và bọn anh cũng phát hiện ra là mình cũng có khả năng nói chuyện giống như bây giờ mình thử một đoạn không? Ông giáo ơi, ông giáo đang đi tìm thức ăn đây à? Cụ Hạc phải không? Tôi Hạc đây, cậu Vàng đi đời ông giáo à? 5.000 đô, 3.000 đô. Ông lúc này phải mùi thuốc cho Lão Hạc. Thế nó đi thế nào? Cụ cậu khôn lắm, tôi phải lừa nó, rủ nó lên Trần Duy Hưng để tìm chó cái. Cụ cậu đang phê thì thằng Mục, thằng Chiên vào trói cổ lôi đi mất rồi. Quay nói là cậu Vàng đi mất rồi là đi đâu? Thì bị thằng Mục thằng Chiên lôi đi đấy. Có người kể rằng cậu Vàng được một bác sĩ người Nhật cứu sống rồi đổi tên thành Hachiko, nhưng cũng có người thấy nó đi theo một ông Tây tên là John Wick. Biết đâu được đúng không? Nhưng mà những cái ý tưởng kiểu này thì mình có mất nhiều thời gian để nghĩ ra không? Thực sự là mọi thứ nó đến với bọn anh rất là kiểu ngẫu nhiên mà nó bất chợt thôi. Khi mà cư dân mạng đang cãi nhau về vụ Shiba thì tự nhiên trong đầu của anh nảy ra thôi. Bởi vì cũng có những cái câu mọi người rất hay nói là đã nhìn thấy cậu Vàng ngoài đời bao giờ chưa? Mà lại cãi nhau như thế. Đó thì lúc Tân hỏi là anh bị điên à, sao lại bắt em đóng con chó, mình bảo nó là mày đã bao giờ nhìn thấy cậu Vàng ngoài đời bao giờ chưa, thế là nó phải đóng, không còn tranh cãi nữa. Hợp lý. Nhưng mà là em rất thắc mắc là ngày xưa thì không biết là mình có học giỏi văn không mà mình lại quyết định là lựa chọn cái clip mà mình dựa trên những cái tác phẩm văn học của Việt Nam. Rất nhiều người thắc mắc câu này ở trên fanpage, các bạn fan có bảo là chắc là mấy ông này phải được 9,5 văn đến 10 điểm văn, nhưng mà xin thú thật là điểm văn của mình cũng không đến nỗi vậy, mình chắc chỉ được tầm khoảng 7 điểm thôi. Mình chỉ giỏi chơi đùa với những câu chữ, mình giỏi pha trò cười hơn là mình giỏi cách hành văn. Mình không thể gọi là thể hiện được hết giá trị của tác phẩm bằng những câu văn của mình, thích kiểu pha trò cười hơn. Đấy, 5 phút rồi đấy, đấy là lý do vì sao nó không giỏi học giỏi văn đấy. Đấy, thấy chưa? Nghĩa là cách thể hiện của mình nó rất là lùng củng, mình thường nói những vấn đề nó rất là không liên quan. Lúc mình nói thế này, lúc thế nào thế kia, xong rồi bắt đầu kiểu mình làm cho cái câu chuyện đấy nó dài dòng, với là nó lùng củng đi ấy. Thì cái điểm văn của mình bây không cao rồi. Bây giờ chẳng hạn, đấy nghe thấy không? Đấy, nó kiểu như vừa rồi ấy, nhưng mà thật sự là nó còn dài dòng. Đấy, nó vẫn tiếp tục này, nó vẫn tiếp tục này, nó còn... Mình không biết là phải phân tích nó thế nào, nhưng mà nói chung là cái sự học văn của mình là nó khá là lủng củng với cả nó khá là khó khăn này. Anh còn lủng củng hơn cả nó. Thực ra thì về học văn thì anh có nhỉnh hơn bạn Trung một chút. Đội tuyển văn ạ. Không đến nỗi đội tuyển văn, nhưng mà chắc là ở trong lớp thì anh cũng học tốt nhất. Bọn anh thực tế là đều yêu thích cái môn văn. Đó là một trong những cái môn mà giúp bọn anh thư giãn ở trong các giờ học căng thẳng, bởi vì nó có câu chuyện trong đấy. Nó nhẹ nhàng hơn. Nó nhẹ nhàng hơn là những cái môn như kiểu toán, hóa, lý. Đúng rồi. Thì nó không có câu chuyện, nó chỉ có A cộng B cộng C, chỉ có những câu chuyện là Archimedes thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn nói về đòn bẩy. Nhưng mà bây giờ em thấy là văn vũ trụ của mình là có Lão Hạc rồi này. Rồi có chị Dậu rồi này. Vợ chồng A Phủ rồi này, đấy là những cái tác phẩm này. Nhưng mà lại còn thêm em thấy xuất hiện của cái gì Black Window, quá phụ đen. Black Window là cửa sổ đen. Black Window. Vâng, mọi người luôn khoe IELTS 6.5 cho hay. Vâng, còn đây là TOEIC 208. Anh không tự tin về vốn tiếng Anh của mình, nhưng anh khẳng định với em
siêu anh hùng mà em vừa nói nó xuất hiện ở trong vũ trụ DC. Ôi, đấy là cái điếu cây nó cũng phản đối em. DC là gì điếu cây? DC là điếu cây quê hổ ơi. Trời đất ơi. Hợp lý. Có vào team 1977 để làm biên kịch không? Anh biết em nghỉ việc đây. Không. Rồi, DC là điếu cây rồi. Vừa nhắc đến DC phát điếu cây rơi. Vũ trụ điếu cây. Black Window thì kinh rồi. Rồi, ok anh. Cái Window này có phải biết không? Thế mà bây giờ em rất muốn hỏi rằng bây giờ mình còn dự định nào là sẽ mang vào một cái nhân vật nào nữa vào trong vũ trụ của mình hay là... Anh nghĩ là bọn anh chắc sẽ kết hợp cả hai chẳng hạn. Thực ra ấy thì như mọi người cũng biết là các tác phẩm văn học thì cũng có giới hạn thôi. Thì bọn anh về sau sẽ cố gắng mở rộng các cái series của mình ra. Ngoài các tác phẩm văn học còn có cả những cái nhân vật khác nữa, những câu chuyện riêng biệt hẳn. Thì mình có dự định là sẽ hợp tác với cả một bên đơn vị nào chưa? Mình với Việt luôn tự nói với bản thân cả hai đứa rằng là chúng mình hãy thử phiêu lưu một lần trong cuộc đời, hãy thử tự mình làm ra được một cái gì đấy mà đến lúc mình sau này già rồi anh em bắt tay lên trán có thể tự hào về bản thân và cũng có cái để kể với con cháu là ngày xưa bố mày, thằng ông mày đã từng làm được như thế này đấy. Một mình tao có thể làm được thế này đấy. Chẳng hạn, đấy là ví dụ là như vậy. Em xin lỗi nhưng em nghe đến câu của anh bố mày, ông mày đã từng làm được thế, em lại nhìn đến tận ở đấy, ngày xưa bố mày là con chó đấy. Kiểu là như vậy. Nói chung là mình biết là hiện tại thì vẫn đang muốn là tự bản thân mình đi lên là một nhóm hai độc lập, tự thân mình làm ra được những video clip mà bọn mình muốn. Em thì thật sự là em rất là ghen tị với các anh khi mà có lẽ là sau này khi mà mình lớn lên mình có con rồi con mình đi học thì khi mà học lên những tác phẩm đấy. Bố tao này. Bố tao này, cậu Hoàng á, bố tao đây. Mày biết bố tao là ai không? Mẹ cậu Vàng ấy. Bố tao là một con chó. Đấy. Kiểu nói cậu thấy rồi. Bố tao là một con chó. Bây giờ thì có rất là nhiều bên cũng làm những clip là trên mạng xã hội như vậy thì họ thường nhận quảng cáo, thì bên mình đã có lời mời nào hay chưa và mình dự định nào? À, thực tế là với cái sự lan tỏa như thế thì bọn anh cũng nhận được rất là nhiều lời mời. Không lắm. Đấy. Thì nhưng mà tạm thời thì bọn anh có lẽ sẽ chỉ nhận quảng cáo ở kiểu 5 giây đầu hoặc 5 giây cuối clip, ví dụ intro outro ấy. Còn tạm thời ở trong cái nội dung của clip thì bọn anh không muốn bị tư duy của bọn anh bị bó buộc theo cái nhãn hàng. Nhưng mà em bỏ lại là bố mẹ gia đình ấy ạ, thì thấy con mình nổi tiếng như vậy thì thế nào? Bố mẹ anh á? Mẹ anh ngày nào cũng cầm ghế ngồi ra trước cửa. Có hàng xóm đi qua đấy. Chúng biết lại lên TV đấy hả con? Coi như đấy là một thành công đi. Vâng. Thì bố mẹ cũng rất là vui, bởi vì từ trước đến nay bố mẹ là những người mà luôn dõi theo và ủng hộ. Hai anh em có bao giờ cãi nhau không? Có, cũng cãi nhau. Có lần trước ấy, khi mà Stephen Hawking có tìm ra được hạt hích thì mình và Việt có tranh cãi với nhau rất là nhiều ở vấn đề này. Thì nghĩa là những đại lượng phân tử với cả những kiến thức về lượng tử ở trong đấy, mình và Việt thường bọn mình thường cãi nhau về những vấn đề đấy. Đấy là lý do vì sao anh bị viêm. Đấy là vì lý do vì sao anh bị viêm tai giữa. Vẫn còn hóa đơn tiền thuốc ở dưới nhà. Nhưng mà anh vẫn cãi. Trong cuộc sống hàng ngày cũng hai anh em cãi nhau rất là nhiều, tranh cãi rất là nhiều. Ngày thường thì cãi nhau có thể là về quan điểm cá nhân, cái lợi ích cá nhân. Nhưng mà khi làm việc thì là cãi nhau về mục đích chung. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu đến với cả cái lăng kính của cậu Vàng. Này anh hỏi là một người sinh năm 2001, là một sinh viên bây giờ vừa mới vào trường, thì em khi mà được các bạn biết nhiều thì em thấy thế nào? Em thấy khá là ngại. Sao là ngại? Các bạn hiểu mình đang là người nhút nhát, nhiều người biết đến tỉnh ngại ấy. Nó nói như kiểu nghe có vẻ là nhút nhát. Đúng rồi, mình là người nhút nhát. Kiểu như mình đang là người nhút nhát, chúng nó lại cứ thế này thế nọ, cay. Ô, mày đang nhút nhát thế. Kiểu như thế. Đấy, nhiều người biết đến này. Các bạn nữ tự nhiên mình xấu, tự nhiên nổi lên thành đẹp trai hẳn. Đấy. Người khác hẳn đúng không? Nhiều đứa con gái nó quan tâm hơn. Nó quan tâm thế nào? Quan tâm theo kiểu anh ép fan em đi. Khổ. Khổ thật. Nhưng mà này anh hỏi thật là có người yêu chưa? Em chưa. Cái này là độc quyền nhá, là bây giờ cậu Vàng em quên. Tân em phải cho thấy là những cái tiêu chuẩn. Những cái tiêu chuẩn để tìm ra một mỡ vàng. Tiêu chí của em nó đơn giản thôi anh, chỉ là cần là con gái và biết nấu ăn. Đơn giản đấy. À, hợp tính em nữa. Ờ rồi. Ba tiêu chí. Tiêu chí này nó xem quá, nó không rõ ràng gì cả. Chung phải có một cái gì đúng rồi. Ai cũng thấy đạt tiêu chuẩn. Ví dụ là mắt có to hay không, da có trắng hay không. Da trắng hơn em là được.
Ờ rồi tiếp đi. Là người Việt Nam. Là người Việt Nam rồi. Em không thích lấy người Nhật à? Không. Nó xung đột ngôn ngữ lắm chị. Còn về vấn đề bố mẹ em nữa. Giờ tiên là sao? Thật ra thì thật ra thì chó Nhật với cả chó ta là cùng sủa gâu gâu. Nói cho cụ vàng biết là như vậy. Như đang nói nó là thế. Đấy, đều là gâu gâu, mình nghe đều là gâu gâu cả. Đúng rồi. Sao lại phân biệt? Anh nghe thì thôi nhưng mà đấy mình nghe thấy gâu gâu nhưng mà thằng này nghe nó hiểu. Chính hôm nay nó nhận rồi nhá. Chính hôm nay nó nhận rồi đấy. Cũng đúng. Khán giả thấy hôm nay là nó nhận là nó hiểu. Rồi, cảm ơn 197 Vlog các anh ngày hôm nay đã đến đây để tham gia một cái show của Lê Mạnh rất là vui bọn em ngày hôm nay. Vâng. Xin chào 2.3 triệu subscriber của S Channel. Mình là Trung Anh đến từ 197 Vlog. Nói chung là 197 rất yêu mến S Channel và mong các bạn S Channel cũng hãy yêu mến lại 197. Rồi. Chúng ta. Đừng quên subscribe cho 197 và subscribe cho cả S Channel. Rồi, và đây là người Lê Mạnh. Hẹn gặp lại các bạn ở số lần sau.